cấp Inox 304 Q20 22 18 16 các loại. Hàng về đây kho nha. Như các cái hàng thì nó của anh đấy, anh bên anh bán thì nó anh nhìn cái chất lượng của anh là biết liền. Đó, bây giờ lỡ về cái hàng tốt rồi thì thị trường mình thì bán khó. Bán đây là những cái mặt hàng này là chịu trách nhiệm hết bên này, chịu nhiệm hết. Những hàng này nó đảm bảo. Kể cả cái dây cáp này. Cái cắp vải này cũng khác với người ta luôn. Nếu mà ở nhà anh có cái này vào công trình phải có cái giấy này mới được. Còn những cái dây loại rẻ không có cái loại giấy bảo hành, không có cái giấy kiểm định.